Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với video về series 7 ngày của tựa game Pocket Incoming, hay có cái tên khác đó là Pet Compact, hay sắp tới ở Việt Nam chúng ta sẽ mang tên đó là Thần Thú Đại Chiến nha anh em. Game này sẽ được một nhà phát hành ở Việt Nam phát hành tại thị trường Việt Nam chúng ta. Không biết là nó phát hành theo cái dạng nó là mua đứt bản quyền về phát hành tại thị trường Việt Nam chúng ta, hay là phát hành cùng với phiên bản quốc tế chỉ là bản Việt hóa thôi. Thì nói chung là cái bản này thì nó cũng, mình nghĩ là nó cũng không khác gì so với bản tiếng tiếng Anh đâu anh em nhá. Bản tiếng Việt chúng ta thì mình nghĩ là nó không khác gì mấy đâu anh em nhá. Nên do đó là làm tiếng làm series 7 ngày của bản tiếng Anh hay là bản tiếng Việt thì nó cũng vậy thôi anh em nhá. Ok. Và mình chơi hết ngày thứ nhất rồi. Ngày thứ nhất thì anh em có thể là cày lên khoảng tầm được 30.000 hay là 27.000 như mình hiện tại. Đấy, còn nếu mà cày mắc lên có thể là lên được 30.000 em nhá. Nếu mà cày lên thì có thể là cày lên được cái level cái lực chiến cao, nhưng mà do là ít thể lực quá nên là dừng ở cái 27.000 lực chiến thôi. Anh em muốn tìm ngay một giả lập cực ngon, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cực kỳ mượt, cài đặt cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Click và tải ngay anh em nhé. Và ngày thứ nhất cho tân thủ chúng ta thì lưu ý gì với cái con game này? Đầu tiên thì vào game, anh em sẽ đi ấn từng cái con Pokemon ở trên cái màn hình của anh em để mà nhận cái phần quà nó cho. Đấy, nhận quà nó cho em nhá. Ấn từng em Pokemon một. Rồi, một em quà tiếp đã hiện ra với 30 kim cương. Ở trên đây nó có thể là sẽ xuất hiện một em Pokemon nấp nó ở trên cái mái nhà này. Nếu mà có thì anh em ấn vào nhá. Đấy, đấy là cái phần đầu tiên của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ mua mắc cho mình cái thể lực nha. Mua mắc cho mình cái thể lực. Lưu ý là với cái VIP không hiện tại nó có thể cho anh em mua 3 lần thể lực. Đấy, mua mắc cho mình cái số lượng thể lực mà anh em có thể mua được. Ngày thứ nhất, ăn thì chúng ta chỉ có chạy ải thôi. Chạy ải thôi anh em nha. Chỉ có đi chạy ải. Hiện tại thì mình do bí thể lực, vừa mới hồi thể lực đấy anh em ạ. Do bí thể lực lên mình đang đứng ở cái chương 6. Đấy, chạy full cái số lượng đi ải cho mình. Ở cái ải thường và cả cái ải khó nữa. Nói chung là cái con game này thì đi ải nó không dễ như các cái tựa game khác. Có những cái ải ví dụ như là đến cái ải 54 chẳng hạn, đánh full sang rất là dễ dàng, nhưng mà đột nhiên sang cái ải thứ 53 hay 54 chẳng hạn, hay 55 này này, thì đánh rất khó em nhá. Đánh rất khó và cả team Pokemon chúng ta chết hết. Đấy, nên là cái ải này đánh khá khó. Và nói chung là anh em cứ chạy mắc full cho mình có thể của cái ải này. Khi mà chúng ta full ải với cái số full sao thì chúng ta nhận được khá nhiều quà của cái tựa game. Đấy, cố gắng chạy ải cho mình nha. Ngoài ra thì trên ải nó cũng sẽ cho anh em những cái rương quà nữa. Đấy, chạy full cho mình cái phần ải. Arena ở ngày đầu là một cái mục giúp anh em kiếm rất nhiều kim cương. Giúp anh em kiếm rất rất nhiều kim cương. Nếu mà có thể, anh em có thể là chạy full cho mình 5 cái lần này. Và có thể là mua thêm cho mình vài cái lần nữa bằng kim cương để mà chạy cho mình. Tại vì ở ngay đầu ngày thứ nhất server mới thì chúng ta sẽ có được cái phần đó là neo rank rất là dễ, và cố gắng neo cho mình tối đa có thể nha. Đây là ở cái phần reward nó cho rất nhiều quà này, ở phần reward ngày nó cũng cho anh em rất nhiều quà. Đấy, ở phần đấu trường này cho anh em rất nhiều kim cương. Anh em muốn nạp game uy tín giá rẻ, liên hệ ngay với thông tin trong hình ảnh trên để mà có được cái sự chuyên nghiệp nhất anh em nha. Với cái phần quay X10 thì anh em lưu ý là không được sử dụng kim cương để mà quay các cái mục ở đây. Tích kim cương để ăn các cái event quay S Plus. Đấy, có vé quay free thì anh em quay thôi, chứ không được sử dụng kim cương để quay nha. Tại vì là để mà ăn được một em S Plus thì chúng ta sẽ cần rất nhiều kim cương. Nên do đó là tích từ bây giờ là đẹp rồi anh em ạ. Tích từ bây giờ là đẹp nha. Anh em nhớ nhập full cái bộ code của cái tựa game này có, thì sẽ giúp anh em nhận được 30 hay là 40 vé quay X10. Đấy là ở cái bản quốc tế nha anh em, còn cái bản Việt Nam thì chúng ta hãy cùng chờ đợi thì mới biết được là code nó cho những cái gì. Nhưng mà hiện tại là code của bản quốc tế nó cho anh em 30 vé quay và nhiều phần quà khác nữa. Nhớ nhập full code cho mình nha. Video code thì mình đã có dưới phần comment và phần mô tả của video rồi, hoặc em có thể là lên kênh để tìm video về gift code tựa game Pocket Incoming. Với cái phần bạn bè, lưu ý là kết bạn full cho mình nha. Kết bạn full cho mình, sau đó thì tặng thể lực và nhận cái lượng thể lực cho mình. Ở đây sẽ giúp anh em kiếm rất nhiều thể lực, giúp anh em có thể là tăng cái level hay là up cái lực chiến lên. Nhớ là full cho mình luôn nha. Full cho mình luôn anh em nhá. Chúng ta sẽ có được 60 friend. 60 friend. Và ở đây thì anh em có thể là nhận được 20 lượt thể lực
mà bạn bè tặng anh em, giúp anh em nhận được lượng thể lực ok. Về cái phần dàn Pokemon của chúng ta, khi mà chúng ta đã có được cái lượng code nhập vào đây để có được những cái vé quay hay là làm những cái nhiệm vụ và đi ải nhận được những cái vé quay, thì chúng ta đã có được một cái đội hình như này rồi. Anh em lưu ý là quay X10 tựa game này thì quay chắc chắn là nó sẽ cho anh em 1 hoặc 2 hoặc có thể là 3S. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có 1S ở lần quay X10. Nên là chúng ta sẽ có được khá nhiều S, khá là nhiều S em nhé. Tạm thời hiện tại thì cứ có S nào là anh em dã S đó thôi. Chứ chúng ta chưa, ở ngày thứ nhất thì chưa định hình được cái đội hình của anh em đâu. Cứ có S là anh em dã. Cứ có S nào, ví dụ như là ở đây thì mình quay ra được một em cừu này chẳng hạn. Đấy, em cừu này được một em trùng và mình đã lâng sao lên 4. Và bây giờ thì mình đang dồn khá nhiều vào cho em cừu này. Ở giai đoạn đầu thì cứ nhiều sao anh em dã. Đấy, cứ nhiều sao anh em dã nha. Con game này ở bản quốc tế thì ở phần quay X10 này, ở cái phần quay này nhá, chúng ta có được cái sự kiện khá hay. Mặc định của game có rồi, đó là quay 4 lần, quay 4 lần X1 phần này này, thì chúng ta chắc chắn sẽ nhận được 1S. Đấy, quay 4 lần ở cái phần quay X1 kim cương này chắc chắn nhận được 1S. Và ở quay X10 này thì chắc chắn, quay X10 chắc chắn sẽ nhận được 1S. Anh em hên có thể là 2 hoặc là hên hơn nữa có thể là 3S. Đấy, lưu ý là con game này thì nó cũng khá là dễ chơi cho anh em. Nhiều anh em thắc mắc đó là những em Pokemon nào là những cái em Pokemon mà chúng ta lên chơi, lên dồn. Ở trong cái phần Pokédex chúng ta sẽ có những cái em S. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái em S mà anh em lên chơi, bao gồm đó là em chó lửa này. Chúng ta sẽ có thêm một em nữa được rất nhiều người chuộng. Mình sẽ có cái video giới thiệu về những em S mà anh em lên chơi sau nha. Nhưng mà nếu mà anh em có chó lửa này, chúng ta sẽ có thêm được một em nữa. Đâu rồi nhỉ? Đây, em chim lửa này cũng ngon này. Hay là em giáp đốt này cũng ngon này. Chúng ta sẽ có thêm các cái em khác. Đâu nhỉ? Đâu. Rất nhiều Pokemon hiện tại của bản quốc tế này. Chúng ta sẽ có thêm một em đây. Cái em này cũng ngon này. Em S này ngon này. Em này cũng được này. Tiếc là mình chưa quay được em nào ngon cả. Cày ghê. Chúng ta sẽ có thêm một em mà được nhà nhà người người đang săn. Đây rồi, đó chính là em Skyther này. Em này là một trong những cái em Pokemon bậc S được săn đón rất nhiều và có thể lên được Mega nha anh em. Up lên được Mega. Nên do đó là nếu mà anh em sở hữu em này thì có thể là lâng lên max cho mình. Kể từ đó là em này có thể là lâng lên được chơi được lâu dài nha. Em này chơi được lâu dài đấy. Đây, Mega đây anh em nha, nên dạng Mega đây. Đó, nếu mà em có em này thì ngon quá. Ngoài ra thì cũng còn rất là nhiều những cái em Pokemon bậc S khác khá thơm. Và mình sẽ có cái video sau về top những em Pokemon S lên chơi của cái tựa game này. Lưu ý là ở cái phần skill của Pokemon ấy, thì anh em nên nâng max cho mình skill cuối cùng. Nâng max cho mình cái skill cuối cùng nha. Còn này, những skill 3 skill trên này thì nâng cũng được, mà không nâng cũng được, em có thể là để dành để mà nâng sau. Còn lại là những em khác, những cái chiêu cuối này, chiêu thứ tư này, anh em lên nâng mắt cho mình. Đấy, nâng những cái chiêu này thì nó không lên được chiến nhiều đâu, với lại nó tốn vàng lắm anh em ạ. Đấy, cứ nâng mắt cho mình cái chiêu cuối cùng này. Còn cái phần đó là nâng cấp cái điểm cuối cùng, dùng sư bạc để mà nâng cấp anh em nha. Thì anh em cứ nâng cấp cho mình những cái em nào mà có cái sao cao nhất. Đấy, có cái sao cao nhất thì anh em lâng cho mình. Đừng có sử dụng cái phần Earth Van này, cái phần su vàng này thì em tích cho mình nha. Tích cho mình nha, ở những cái đầu này thì anh em nên sử dụng cái su bạc. Còn về sau thì chúng ta mới sử dụng cái su vàng. Bây giờ mà anh em dùng su vàng là nó rất phí nha. Ví dụ như là anh em đi ải mà nó kẹt rồi. Đấy, nó kẹt rồi nha, không thể nào đi qua nữa, đội hình của anh em chết hết chẳng hạn. Thì anh em có thể là đi nâng cấp phẩm lên cho em Pokemon bằng cách là vào cái phần breakthrough này, sau đó thì quét. Đấy, quét để mà kiếm vật phẩm nâng cấp nha. Kiếm vật phẩm nâng cấp cho mình. Vừa nâng cấp được cái sức mạnh, tăng cái lực chiến, anh em có thể là đi ải nó dễ dàng. Ngoài ra thì cũng sẽ giúp anh em tăng cái level. Đấy, tăng cái level lên nha. Cái phần quét breakthrough tăng phẩm. Nói chung là về sau thì họ sử dụng chủ yếu là S plus. Chủ yếu là những cái em S plus thôi, còn lại là những cái em S vàng này này. Những cái em S vàng này thì gọi là dùng tạm ở giai đoạn đầu em nhé.
Ở bản quốc tế thì chúng ta đã có được SS rồi, Mega Rayquaza. Còn lại thì rất nhiều những em S Plus khác đã được update và nó đang có ở đây rồi em nhé. Chờ event để mà mốc thôi. Với các cái sự kiện của cái tựa game này, ví dụ như là sự kiện 7 ngày đầu mới chẳng hạn, hay là những cái sự kiện của cái tựa game này cho anh em nhớ tham gia đầy đủ và nhận hết cho mình nhé. Ở cái phần này nó sẽ có cái phần bang, cố gắng là vào cho mình một cái bang nó ok một xíu. Nói chung là cứ vào bang là được em ạ. Cứ vào bang là được nha. Bang ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều những cái ích lợi cho anh em, cực kỳ nhiều ích lợi. Anh em có thể là sử dụng cái điểm để mà mua những cái mảnh của em Pokemon này. Chúng ta có thể là đi đánh bớt vân vân rất nhiều. Đấy, có gói quà ngày anh em này. Quà ngày nó cho anh em đây. Khá ổn áp nha anh em. Đấy, cả lì xì các thứ. Sau đó thì đi diệt bớt em này. Đó, diệt bớt nha. Cũng có quà cho anh em. Nói chung là cố gắng là vào bảng cho mình. Ok, đó là ngày đầu tiên của chúng ta. Ngày thứ nhất tựa game Pocket Incoming, tựa game thần thú đại chiến. Nếu mà còn thiếu sót và sai sót thì anh em comment phía dưới nhé, để mình hoàn thiện ở những video tiếp theo của tựa game này. Còn bây giờ thì chúc anh em có được cái đội hình nó ổn áp, có được nhiều những em S xịn sò, có được cái level và lực chiến nó ok. Hẹn lại anh em vào những video sau của tựa game này nhé. Bye bye.